Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận bán kết bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của phòng giáo dục huyện Phú Bình và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của phòng giáo dục thành phố trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi nữ mở rộng do ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Ở set đấu đầu tiên này thì đội tuyển bóng chuyền hơi nữ phòng giáo dục huyện Phú Bình phía gần màn ảnh các bạn và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của phòng giáo dục thành phố phía xa màn ảnh các bạn. Sau đây tôi xin nhường lời bình luận cho ban tổ chức. Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới. Thank you.
mình và phòng giáo dục thành phố Thái Nguyên, phòng giáo dục Phú Bình gần mà này các bạn, phòng giáo dục xa mà này các bạn. Thank you.
trên bàn ghế 20A17188, 20A06945, 20A09970. Xin mời thầy cô hướng dẫn viên của xe 20A17188, 20A09645, 20A09970. Để cho nên các bạn có thể xem lại bài tập như bài tập của những chương trình đấy mà.
đội Phú Bình phát bóng trước. Thank you.
Khung hình đang tốt. Đẹp đến khung hình 8, 14. Thank you.
2014-20. Thank you.